Hello, xin chào tất cả các bác trên toàn quốc đến với kênh của Dư Tứ Music Audio. Hôm nay Dư Tứ lại đến cho các bác một cái cấu hình đồng bộ của dòng loa Kalai, một thương hiệu Kalai. Trước mắt các bác nghe toàn quốc là một đôi loa full với cấu hình 2W20, côn 6 bạc và một tép côn 4, và dưới là cục sóc cục trầm với trầm kép 2W30, côn 76. Và đi tiếp theo trong tổ máy chúng ta sẽ thấy rằng là một đẩy VHD TD 4800 với 8W trên kênh, một con băng số X2 Pro, một bộ mic sự kiện mic cập cập để cho đích cả dòng chín và đi nguồn bộ máy điện tử của đến từ Trung Quốc. Với cấu hình như thế này thì chơi trong cái không gian 450m2 các bác nhá, 450m2. Con loa full này thì là tên là Kalai S20, là full kép. Thì còn trầm này thì là S212. Chúng là cái cấu hình như thế này thì cho anh em chơi trong không gian 50m2 ok. Và bây giờ cho anh em nghe trải nghiệm chơi làm nhá. Sẽ rất là phù hợp trong cái không gian gia đình, phòng khách lớn lớn rộng chút cũng rất là đẹp. Ví dụ đôi loa này sẽ để lên trên cái kệ như ở bên trong kia, các bác có thể nhìn thấy đúng không? TV để ở giữa đây, con sắp này để ở góc nhà là ok. Tủ máy để gọn, để trên lóc xúc cũng được. Và Dư Tứ sẽ gửi tới các bác và anh em đang theo dõi kênh của ca khúc Di Vắng Nhà Nhỏ. Với cái chế độ đây Dư Tứ nó sẽ đặt intro nhé. Lên 1, 2. Dưới mưa
Từng chiều mình lang thang mà giờ đây anh đang trốn nào, biết chẳng em buồn. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dâng tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình. Sao giờ theo cánh chim trời thiên tha, tình ngập tràn trong tim. Giờ tìm đâu môi hôn đã xa, đã trao hôm nào. Cho trải nghiệm một phòng 50m2 anh em nhé. Với một cái cấu hình và bộ âm thanh như thế này thì giá khoảng trên 40 triệu, trên 40 triệu, loanh quanh khoảng 43, 45 triệu. Tùy chúng ta thêm một số thiết bị nữa. Ví dụ như là chúng ta có thể chơi bộ mic thất tiền hơn hoặc cái như bộ này nhé. Bộ này thì quá ok rồi, với cấu hình như này là quá là ok cho anh em chơi. Giá khoảng trên 40 triệu một chút thôi. Chúng ta có cả cái tủ máy như thế này. Đây. Chúng ta chỉ việc cắm điện thôi và chúng tôi setup tận nhà cho anh em trên toàn quốc. Và anh em yêu mến thì liên hệ với Dương Tứ 0974652663. Đây là Dương Tứ quay trực tiếp bằng điện thoại, không qua dây live stream, không qua cái gì cả. Dương Tứ có thể tắt mic và nói miệng cho anh em nhé. Anh em yêu mến thì liên hệ với Dương Tứ 0974652663 và xin chào và hẹn gặp lại anh em trên những clip sau.